Xin chào tất cả các bạn, mình là Bình. Chào mừng các bạn đến với kênh Bin Family DIY của mình. Và chúng ta hãy cùng nhìn lại chiếc xích lô của mình mới lắp. Video giới thiệu sản phẩm review chiếc xích lô thì mình đã có trên kênh rồi. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhìn lại chiếc xích lô này. Đó, đây là chiếc xích lô mà mình lắp. Rất là đẹp đúng không các bạn? Trông đơn giản thế thôi nhưng mà chơi nó rất là hay. Và trên video này thì mình sẽ không có ghi phần nguyên liệu cần phải chuẩn bị nữa, tại vì đây là video mình ghi lại cái quá trình mình lắp chiếc xích lô này, các bạn xem và lắp cùng mình nhé. Chúng ta bắt đầu nào. Bắt đầu với ý tưởng lắp chiếc xích lô này, mình đã nhìn một bức ảnh trên mạng về một hình ảnh một chiếc xích lô của người Việt Nam chúng ta. Sau đó thì mình nghĩ ngay là tại sao mình không lắp một chiếc xích lô để chơi nhỉ? Đó, thế là mình mới đầu mới nghĩ và lắp chiếc xích lô này. Thì đây là cái quá trình mình tự lắp mà mình vừa lắp vừa nghĩ. Nên có thể là video hơi dài, nên các bạn hãy kiên trì xem cùng với mình nhé. Đầu tiên mình sẽ chuẩn bị ba chiếc bánh xe. Tại vì mình sẽ ý định của mình là lắp 2 chiếc bánh xe đằng trước và 1 chiếc bánh xe đằng sau của chiếc xích lô. Mình chuẩn bị một thanh sắt 100mm để lối giữa hai bánh xe đây đằng trước. Thì việc đầu tiên của chúng ta đó là dùng một tấm nhỏ kết nối với thanh chữ U dài. Thanh chữ U dài 5 lỗ. Đó, các bạn hãy dùng ốc vít để vít vào nhé. Ý định của mình là mình sẽ dùng cái thanh thẳng 3 lỗ này để lắp vào hai bên sườn của chiếc xích lô, của thân chiếc xích lô. Sau đó mình sẽ lối cái thanh, mình sẽ đưa cái thanh sắt qua cái lỗ ở bên dưới đó để làm hai bánh xe phía trước. Chúng ta ướm thử bánh xe xem nào, ướm thử bánh xe xem có vừa không. Ừ, vừa rồi. Vậy bây giờ chúng ta sẽ dùng ốc để cố định thanh thẳng 3 lỗ vào phần tấm nhỏ các bạn lắp của mình nhé. Các bạn dùng ốc để cố định hai bên. Chúng ta sẽ cố định vào thanh thẳng 3 lỗ ở giữa nhé. Mình lắp hết đầu ốc ở bên ngoài và vít ở bên trong. Đai ốc ở bên trong cho nó đẹp. Đó. Cái tô vít mình dùng, các bạn có thể thấy trong clip nào mình có cái tô vít này. Đây là cái tô vít yêu thích của mình tại vì nó có 5 châm. Là đôi khi nó tuột nên là mình cũng có thể mình nắp vào ngay. Đó, bây giờ chúng ta sẽ ướm thử cái phần thanh trục vào. Sau khi mình ướm thử cái thanh trục 80 thì mình thấy nó không vừa lắm, mình quyết định vẫn dùng thanh trục 100mm. Đó, chúng ta sẽ ướm thanh trục 100mm vào đây. Mình sẽ dùng đai ốc màu xanh, cái đai cố định đó. Ta cố định hai bên lại. Cái phần cố định này mục đích của mình đó là để nó cách cái bánh, nó cách cái đai ốc ra, nó không bị sát vào cái đai ốc. Đó, các bạn ướm thử bánh xe vào hai bên. Sau khi ra đưa bánh xe vào thì chúng ta cũng dùng phần đai để chốt lại. Mình hay gọi là đai nhưng mà trong các bộ hướng dẫn thì người ta gọi là vòng hãm đó các bạn. Đó, mình dùng hai vòng hãm. Mình dùng hai vòng hãm để hãm lại cho nó chắc chắn bánh xe. Tiếp tục với bánh xe còn lại, chúng ta cũng lại sẽ dùng hai vòng hãm nữa. Đó, và các bạn ấn sao cho nó cân đối vừa đẹp. Đó, chúng ta ướm thử di chuyển bánh xe rất linh hoạt luôn. Đó, các bạn có thể thấy bánh xe đấy. Tiếp theo chúng ta ướm thử chiếc bánh xe thứ ba. Chiếc bánh xe thứ ba này mình sẽ thiết kế nó cố định ở giữa, sao cho giữa ba bánh xe nó sẽ tạo thành một hình tam giác như các bạn nhé.
Tiếp theo ý định của mình đó là mình sẽ dùng một thanh chữ U dài 5 lỗ để mình lối vào phần tấm nhỏ để mình tạo ra cái phần ghế tựa đó. Sau đó mình sẽ lối cái thanh chữ U dài 5 lỗ này vào một tấm nhỏ khác, nhưng mà xoay chiều thanh như lại để tạo thành một cái ghế tựa đó. Sau khi ướm thử cái này thì chúng ta sẽ bắt đầu dùng ốc vít để vít lại. Các bạn vít ốc làm sao cho đẹp mà được nhé, tùy vào cái thẩm mỹ của mỗi người. Mình quyết định là mình sẽ đưa phần đai ốc ra bên ngoài để cho bên trong khi mà mình chụp ảnh lên thì trông nó đỡ nhiều ốc. Chúng ta sẽ đếm lỗ thứ nhất, thứ hai. Chúng ta sẽ dùng hai ốc để cố định ở lỗ thứ hai. Tiếp tục vặt chặn này. Cố định nó chặn chặt vào thì nó sẽ không bị bung ra. Sau khi đã lối xong tấm nhỏ và thanh chữ U dài 5 lỗ, chúng ta sẽ lối cái ghế tựa vào phần ghế ngồi. Mình sẽ dùng hai ốc ngắn để lối giữa hai bên và hai bên ghế ngồi. Sau đó mình sẽ dùng một cái ốc dài nữa để lối ở giữa. Ghế tựa này các bạn làm sao tạo được cho nó độ nghiêng ra thì đẹp nhé. Tại vì nếu mà nó thẳng quá thì trong cái xích lô mình nó cũng không được đẹp lắm. Đó. Thế là mình đã tạo được phần ghế ngồi gắn bánh xe và ghế tựa rồi. Chúng ta di chuyển thử thêm bánh xe. Cũng ok đó. Tiếp theo ý định của mình đó là mình sẽ dùng một thanh thẳng 6 lỗ. Mình dùng một thanh thẳng 6 lỗ màu vàng để mình kết nối giữa phần ghế ngồi ở bên dưới. Mình sẽ lắp vào ghế ngồi bên dưới đó. Mình sẽ sử dụng một chiếc ốc dài để lắp giữa cái thanh thẳng 6 lỗ này và phần thân ghế. Đó, mình sẽ tìm cái ốc dài nào. Chúng ta sẽ lắp một chiếc ốc dài để kết nối nó lại. Mục đích của mình nó là để mình tạo ra cái độ di chuyển của thân ghế giữa cái phần bánh xe và ghế ngồi đằng sau. Đó, các bạn thấy được, mình khi mình lắp cái ốc mà có thể di chuyển được. Mình sẽ dùng một cái chiếc vòng hãm để hãm giữa điểm trên và điểm dưới. Sau đó mình sẽ hãm vào chiếc ghế ngồi nha. Đó. Các bạn thấy khi mình cho cái thanh thẳng vào thì mình di chuyển được. Mình sẽ đặt một cái vòng hãm ở bên trên. Đặt một vòng hãm bên trên, sau đó mình bắt đầu các bạn. Bắt đầu cố định lại cho nó chắc chắn. Các bạn có thể thấy nó có thể di chuyển rất linh hoạt nhờ vào chiếc ốc mà mình đã bắt bằng hai cái đai. Tiếp theo chúng ta sẽ lắp phần bánh xe đằng sau, phần ghế ngồi và kết nối nó với cái thanh thẳng 6 lỗ
với thân xe để kết hợp thành một cái xe hoàn hảo nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ lắp phần bánh xe đằng sau. Mình sẽ sử dụng một chiếc ốc dài. Đó, mình sẽ dùng một vòng hãm đặt trước phần bánh xe và thanh thẳng 6 lỗ. Vì ốc này hơi dài nên mình sẽ dùng tiếp hai cái vòng hãm nữa. Sau đó mình mới bắt ốc. Chúng ta vẫn phải bắt ốc lại để cho nó tạo độ chắc chắn cho cái bánh xe. Còn hai vòng hãm ở giữa là để tạo độ trơn tru cho bánh xe khi phải để bánh xe di chuyển. Đó, các bạn thấy bánh xe di chuyển. Ok rồi. Cấu tạo này thì nó cũng hơi giống cái xe đạp mình lắp hôm trước đó. Các bạn có thể xem clip mình lắp xe đạp ở trên kênh nhé. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ ướm thử xem là hai cái thanh chữ L này. Mình sẽ sử dụng hai thanh chữ L màu đỏ, hai lỗ đó. Mình chọn một thanh chữ N đỏ dài một chút và một thanh thấp hơn. Sau đó chúng ta sẽ lắp ốc, dùng chiếc ốc dài để lắp qua. Lắp từ dưới lắp lên. Và lối nó vào cái thanh 6 lỗ kia. Thanh thẳng 6 lỗ màu vàng. Trước khi lối thì chúng ta sẽ bắt hết ốc vào cái thanh chữ L này trước nhá, để khi mà lắp cái ốc vào nó không bị vướng. Đó, các bạn hãy quan sát cái phần này nhé. Mình sẽ lắp hết những cái ốc vào trước để tí mình đấu lối với cái điểm tiếp theo. Đó, mình đưa một cái đi. Mình đưa cái thanh một cái ốc dài lên, sau đó mình dùng cái ốc, cái đai ốc này mình vít nó lại. Thế là chúng ta đang kết nối cái điểm này là cái điểm tạo ra ghế ngồi. Tạo ra ghế ngồi và kết nối với cái phần bánh xe đằng sau. Trông thì đơn giản thế thôi nhưng mà cũng phải nghiên cứu đó các bạn. Mục tiêu của chúng ta là phải sáng tạo nhé. Đó, mình bắt cái ốc lại. Và tiếp theo của sản phẩm Xích-lô này là mình đã quay và hoàn thiện xong chiếc xe 16 chỗ và chiếc xe ô tô địa hình. Chiếc xe ô tô địa hình thì ban đầu mình ý tưởng mình lắp con Range Rover, nhưng mà sau khi mình lắp xong nó lại thành phiên bản lỗi, nó lại phải trở thành con xe địa hình. Thì tất cả những cái clip đó cũng sẽ xuất bản sớm thôi. Các bạn sẽ đón xem phần review trước của mình nhé. Đó, mình lắp hai thanh thẳng 6 lỗ của bánh xe vào hai phần ốc dài bên dưới. Mình lắp hai cái ốc dài ở bên dưới cái thanh màu đỏ là mục đích là lát nữa mình sẽ lắp cái phần bánh xe đạp đó. Phần gọi là phần bàn đạp của Xích-lô. Cái phần bàn đạp này mình lắp cấu tạo cũng khá giống so với cái xe đạp trước mình lắp. Mình sử dụng thanh thẳng chữ L hai lỗ để làm phần bàn đạp. Sau đó chúng ta sẽ dùng cái phần đai đó, làm sao để cho cái phần thanh thẳng hai lỗ này nó nằm giữa hai cái đai, hai cái vành. Đó. Một vòng hãm, sau đó đến thanh thẳng chữ L, sau đó nó bắt ốc vào. Bắt ốc ngoài cùng để cho chắc chắn. Cái phần bàn đạp này chúng ta có thể quay 360 độ các bạn nhé. Mô phỏng như thật luôn. Tiếp đến chúng ta sẽ lối hai thanh thẳng chữ L màu đỏ này để tạo phần yên xe. Ý tưởng của mình đó là mình sẽ lối hai cái thanh thẳng màu đỏ này vào điểm tiếp lối giữa hai con ốc mỗi ta bắt lúc nãy. Sau đó mình sẽ dùng hai cái tấm màu tam giác màu xanh đó để đặt lên. Mình đang ướm thử xem là nên đặt vào lỗ nào.
mình đã quyết định là đặt đặt một ốc thôi. Chúng ta hãy bắt vít hai điểm tiếp nối lại, tiếp tục về bên này. Đó, tiếp nối sao cho để giữa hai thanh thẳng, hai thanh chữ L màu đỏ này tạo thành một lỗ ở giữa để kết nối với hai tấm tam giác màu xanh. Đó, chúng ta đặt cái ốc dài, mình sử dụng ốc dài đặt xuyên qua, sau đó bắt đáy ốc lại. Đó, mình vít chặt lại, dùng cái vít để vít chặt lại. Đây, chúng ta đã xong giải quyết xong phần tiếp nối và bánh xe. Đây, chúng ta đã nhìn vẽ ra hình chiếc silo rồi, chỉ còn một vài bước nữa thôi là chúng ta đã xong xuôi hẳn chiếc silo này. Đây, cố định tất cả các ốc lại cho chặt chẽ. Đó, mình di chuyển thử xem chiếc silo rất là linh hoạt. Quành trái, quành phải, thoải mái luôn. Đấy. Tiếp theo mình sẽ lắp phần mái che. Đây là phần mái che lắp vào phần ghế tựa, để cho khách hàng ngồi chúng ta phải không bị mưa nắng. Mình sẽ sử dụng 5 cái thanh thẳng má nỗ màu vàng này. Chúng ta sẽ bắt hết 5 thanh thẳng ba lỗ màu vàng này để tạo thành mái che. Lần lượt từng con ốc một nào. Và cuối cùng chúng ta đã xong phần mái che. Đó, các bạn thấy khá là đẹp đúng không? Ý tưởng của mình đó là mình thấy vẫn còn thiếu cái phần để chân. Chúng ta phải lắp một cái phần để chân cho khách hàng chứ. Có ghế ngồi rồi, có mái che rồi, thì phải có cả phần để chân nữa. Đó. Để lắp phần để chân mình đã chuẩn bị 3 thanh chữ U, 3 lỗ và hai thanh thẳng ba lỗ màu vàng. Ý tưởng của mình là sao? Đó, bây giờ mình sẽ ướm thử. Mình sẽ dùng một cái thanh thẳng chữ U, thanh một thanh chữ U ba lỗ tiếp nối với hai thanh thẳng ba lỗ này, dùng góc bắt lại. Mục đích là mình sẽ tạo cái điểm tiếp nối giữa phần thân xe, phần phía trước để chân đó. Đó. Tiếp tục bên này. Ở phần này mình sẽ chỉ dùng ốc ngắn thôi. Tại nếu là lắp ốc dài quá thì trông nó sẽ rất là xấu.
Đây, đây chính là phần để chân đây. Chúng mình sẽ nắp chéo đầu nhau lại nhé. Một thanh thẳng 3 lỗ thì mình sẽ sử dụng để tiếp nối với phần thân xe. Còn đó hai thanh thẳng, hai thanh chữ U 3 lỗ này, hai thanh chữ U 3 lỗ màu vàng này, mình sẽ tiếp nối với cái phần còn lại của thanh thẳng 3 lỗ để tạo thành phần ghế để chân, và mình sẽ tạo một góc nghiêng này. Đó, mình tiếp nối hai điểm này. Các bạn dùng ốc bạn ạ. Đấy, các bạn đã nhìn thấy, bạn đã nhìn ra cái ghế để chân này đúng không? Đây chính là phần ghế để chân của xích lô của mình nha. Sau khi đắp phần để chân rồi thì mình sẽ lối giữa cái thân này lại, lối giữa cái phần ghế ngồi và phần để chân lại. Mình sẽ sử dụng hai ốc. Phẩm chúng ta đã gần xong rồi. Và đây các bạn ơi, đây là sản phẩm của tớ. Các bạn có nhìn thấy quanh trái phải. Ok. Ghế để chân chắc chắn luôn. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu các bạn xem video thấy hay, hãy like, share video, bình luận góp ý và nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Cảm ơn và hẹn gặp lại.